yên bình có quá đắt không mà sao cơn giông vội vã kéo đến phố kín đất lòng. Với bạn, bình yên đáng giá bao nhiêu? Về phố cổ Bao Vinh, bạn sẽ không mất quá nhiều để mua những giây phút bình yên, ngồi nhâm nhi cà phê ở một quán xưa cũ, dạo quanh chợ với đủ dư vị và thanh âm, ghé qua một ngôi nhà làm nghề truyền thống. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho bạn một chuyến đi đủ đầy để mua lấy sự bình yên. Nét xưa ở Bao Vinh vẫn còn vương vấn trong cuộc sống bình dị của người dân nơi đây. Trong nét hoài cổ của hình ảnh sân đình, đỏ ngang hay những con ngõ nhỏ in màu thời gian, ở đây, nhịp sống dường như chậm lại, màu hoài niệm san sát kéo nhau trên những ngôi nhà, còn in mình trên con phố cũ. Khi mà phố Thanh Hà đó, nó không còn sử dụng được cho tất cả các thương bè buôn bán được, thì bắt đầu người ta bắt đầu tiến dần về kinh đô. Thì khi đi ngang một bên đấy đó, thì vùng này thì là cái vùng rất là thuận lợi, nhất là vấn đề phương tiện để chuyển chở hàng hóa cũng giống như tàu bè cũng dễ dàng di chuyển. Người họ chọn Bao Vinh là đi tiếp theo là cái điểm thứ hai là bắt đầu từ Thanh Hà. Vì vậy thì Bao Vinh phồn thịnh lên là nhờ vào thời đó. Bao Vinh hôm nay vẫn xôn xao những chuyến đò ngang đưa đón khách từ phố cổ đến các làng nghề như làng nghề sơn tiên nộn, làng thanh tiên làm hoa giấy, làng sình làm tranh dân gian. Đặc biệt trên hành trình di sản của chuyến đò Bao Vinh có một nghề quanh năm đỏ lửa mà người dân vẫn gọi thân thương, nghề nặn một ông hai bà. Lâu rồi, rồi của đời xưa của ông, rồi đến đi cha mà rồi đến đi con lại mà rồi ba nơi đó đức xét lâm vô chung lặng lấy để mà in không thôi đức xét mà cũng chỉnh đức xét là làm bể ông táo đức xét giống như khô có mình tự nhược sắm ra cái cuộc rồi tìa ra rồi giờ sắm cái nê nó sắm rồi có làm là phật đạp cái chay trồng duyên rồi để mà in ra ông táo nó chỉnh xong rồi dùng để mà vẽ ra mô cái tiếng. Ở phố cổ Bao Vinh, người ta yêu cái bình dị và trầm lắng. Thật không khó để bạn mua một chút bình yên chỉ với giá 0 đồng. Hãy một lần bước chân vào những ngôi nhà cổ, nghe người dân bản xứ trò chuyện hay ngồi trên chuyến đò ngang để cảm nhận nét đẹp mộc mạc nhưng đầy quyến rũ của mảnh đất này. Khi xưa là chợ rất là đông, chứ là ít đông. Ra giờ nên vui, muốn bạn gặp chị gặp em nên vui. Thì cái ấn tượng nhất ở đây chắc có lẽ là những con người Huế và những cái món ăn và những cái địa danh ở đây đã đặt chân đến rồi thì không thể nào quên được. Và chắc có lẽ là sẽ quay lại rất là nhiều lần nữa. Người ta vẫn hay nói phố cổ Bao Vinh đã giã từ thời vàng son của một thương cảng sầm uất. Nhưng nếu bạn có dịp đến đây, hãy đi thật chậm để cảm nhận thật rõ, vẫn thấy một Bao Vinh xưa còn lưu lại trong nếp sống, phong thái của người dân phố cổ, vậy thôi cũng đủ để mảnh đất này níu chân cho một ngày dài bình yên thật đẹp.